Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hai hình dáng của con vật mà để mình tạo nên một cái tác phẩm bằng nó vừa như thế này. Thì ở đây nó có hai dạng cơ bản nha. Một là thân hình dài như vậy. Hai là thân hình ngắn. Bạn biết làm hai cách dạng này, dạng dài dạng ngắn này là bạn tạo được rất là nhiều dạng con vật khác nhau ha, dựa trên những đặc điểm riêng biệt của từng con vật mà mình tạo dáng cho phù hợp. Những con vật mà dài thường là những con vật mà bốn chân, mình sẽ tạo hình dài sẽ nó rất là phù hợp. Những con vật mà hai chân, mình sẽ tạo hình ngắn này. Đây đó, hình ngắn, và đây là thân hình dài. Rồi riêng biệt có một số con như là con cá này. Con cá thì nó có những đặc biệt khác nhau ha, đặc trưng khác nhau, nên mình dựa vào đặc điểm đó. Cá thì nè, có quay trên nè, quay dưới nè, hai bên nè, rồi có lia dưới nè, rồi có đuôi. Dựa vào đặc trưng của con cá thì mình sẽ tạo điểm nhấn cho nó là nhìn thấy là rất là giống luôn. Rồi có mình có một số con như là bây giờ là con này đây. Con cào cào và con bọ ngựa thì nó cũng là một cái hình dạng thôi, là của mình cũng tạo cái điểm sáng này và bên đây mình cũng tạo như vậy. Nhưng mà cái khác biệt á là cái con bọ ngựa này á thì nó có cái đuôi ở đằng sau và cái chân lên trước là nó sẽ giống như cái càng gấu nè, và râu cái dài hơn. Còn đối với con cào cào á thì đặc điểm của cào cào này nó có thân mình ở trước, mắt rất nổi trội nè, và cái đuôi, cái bụng ở đằng sau nè, và bốn chân là mình tạo như vậy. Với một cái chân búng của nó, mình làm đúng như vậy thì nó hình dạng nó sẽ ra. Ở đây thì bổ sung thêm mắt cũng nổi trội nha, cái chân búng, hai chân trước. Rồi thì mình chia sẻ hôm nay mình sẽ chia sẻ cơ bản như vậy để mọi người nắm một cái một phần ha. Rồi video sau mình sẽ chia sẻ thêm nữa để mọi người biết thêm, và sau đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Thì dựa vào những video này, thì vào hướng dẫn cụ thể thì mọi người sẽ hiểu, dễ hiểu hơn và biết cách tạo dáng cho những con vật này ha. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.